Bluetooth 5.1, 5.2, 5.3 thì những con số này nó có ý nghĩa gì? Mời anh em cùng OBB tìm hiểu trong cái video clip sau đây. Bluetooth nó là một cái công nghệ giúp các thiết bị điện tử nó có thể sử dụng cái sóng 2.4GHz để mà nó liên lạc với nhau. Thì do những cái chuẩn Bluetooth mà đã dưới 5.0 thì nó cũng đã cũ quá rồi, cho nên mình sẽ không nói nhiều nữa nha anh em. Chuẩn Bluetooth 5.0 thì nó ra đời từ năm 2016 và nó cho tốc độ là 50 Mbps/s. Tầm phủ sóng thì rộng gấp 4 lần chuẩn 4.0, thì trên lý thuyết là nó sẽ phủ được đến 204 m. Đây là cái chuẩn Bluetooth đầu tiên nó đánh dấu cái khả năng cho phép là anh em sử dụng độc lập hai cái tai nghe ở hai bên, chứ không phải là mình phát tín hiệu cho một cái sau đó để cho nó phát cho cái còn lại nha. Ngoài ra thì cái chuẩn này nó còn có cái low latency mode, tức là cái chế độ độ trễ thấp. Thì độ trễ nó sẽ được cải thiện đến tầm khoảng 60 ms. Anh em khi mà có chơi game, xem phim thì với cái chế độ này nó sẽ giảm bớt được cái tình trạng trễ tiếng, nó sẽ hạn chế cái sự khó chịu và nó cho những cái trải nghiệm nó phải gọi là mượt mà hơn. 3 năm sau, tức là vào năm 2019 thì chuẩn Bluetooth 5.1 nó ra đời. Nó tích hợp thêm cái tính năng là định vị vô tuyến để mà nó xác định cái vị trí thiết bị mà nó kết nối á. Và thêm một cái nữa là nó kết nối mà không cần những cái gói dữ liệu. Bluetooth 5.2 thì nó ra mắt vào năm 2020. Và đây còn gọi là Bluetooth LE Audio. LE ở đây tức là Low Energy, tức là năng lượng thấp á anh em. Còn Audio thì chắc là ai cũng biết rồi. Đây là một cái phiên bản mà nó phải gọi là được cải thiện đáng kể về hiệu suất dẫn truyền tín hiệu âm thanh qua Bluetooth. Từ cái chuẩn 5.2 này trở đi thì Bluetooth nó có thể truyền tín hiệu cho nhiều thiết bị. Và một số cái bộ loa siêu trầm không dây á, nó sẽ sử dụng cái chuẩn kết nối này luôn. Đặc biệt thì đây có thể gọi là một cái chuẩn Bluetooth mà nó siêu tiết kiệm điện so với những cái chuẩn Bluetooth nó cũ hơn. Bluetooth 5.3 thì nó ra mắt vào năm 2022 thì nhìn chung nó cũng không khác biệt quá nhiều so với chuẩn 5.2 ha. Nó chỉ khác chủ yếu là về cái nó tiết kiệm điện hơn, nó bảo mật hơn, nó ít nhiễu hơn và nó ổn định hơn. Nếu mà anh em sử dụng loa hay là tai nghe để mà nghe nhạc á, thì mình thấy là 5.0 thôi nó đã đủ ổn rồi. Tuy nhiên đó, mà anh em muốn chơi game hay là làm những cái thứ khác, hoặc là muốn cho cái độ trễ nó phải thấp hơn, thấp đến mức mà gần như không thể nhận ra được á, thì anh em sẽ cần chọn cái chuẩn Bluetooth nó từ 5.2 trở đi để mà có được cái độ trễ thấp nhất nha. Tất nhiên là chúng ta cũng phải nói đến cái vấn đề input lag nữa, và cái này nó nằm trong cái mặt của con loa. Thì thôi để mình nói cho một video sau nha. Về loa thì shop OBB có bán rất nhiều. Nếu mà anh em đang có nhu cầu tìm một con loa thì có thể lên shop OBB trên TikTok để mà tham khảo. Còn bây giờ thì nếu anh em cảm thấy video hay, đừng quên cho chúng mình một tim, một follow để chúng mình có thể ra thêm nhiều video clip chất lượng hơn. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em.